tập cho mọi người để chỉ đục cái vô nè. Thì hãy để xe đi xuống qua bên này nhá. Ôi lưới tôi vô đây luôn rồi. Lưới hải tập lên bờ nước cạn mọi người. Nước cạn bây giờ nó trôi lên tập lên bờ luôn nè. Lưới hải đi qua kiểm tra coi coi lưới nha. Ừ ghẻ. Ôi trời ơi, nước nó cạn á, giờ nổi lưới luôn rồi, nằm ở trên bờ nè. Hiện tại thì đang nằm ở ngoài ngoài cửa. Ủa ở đây còn được con cá nữa mọi người nè. Con cá, cá này cái gì ta, để Hải kéo lưới luôn cho mọi người. Rồi, chào mọi người nha, bây giờ cũng là 8 giờ đêm rồi, hôm nay Hải sẽ ra đó săn cá đêm cho mọi người xem. Mọi người đây thì trời hôm nay nó gió nha, khá là gió luôn. Hôm nay là hy vọng là sẽ có cá cho mọi người xem. Rồi. Bây giờ thì Hải sẽ ra đó tháo hết mấy cây ra để lấy bạc ra để kéo bè xuống đây để đi dâng lưới cho mọi người. Bây giờ Hải đi nha. Rồi. Thì Hải đã thả lưới xong rồi mọi người. Đây là cái phao của Hải nha mọi người. Đây nè, Hải giăng ở đây, giăng đây kéo về dưới này sẽ nước cạn á, chỗ này sẽ lòi cái cuồng lên đó mọi người. Hôm nay Hải hy vọng là sẽ gặp được cá nhiều nha mọi người. Đây thì lưới Hải đã giăng xong rồi, bây giờ Hải lên đây ngồi nghỉ mệt mọi người. Trên đây là cái kè, cũng tầm giờ này cũng là 10 giờ đêm đó mọi người. Chắc giờ này mọi người chắc ai cũng đã đi chuẩn bị đi ngủ hết rồi. Thì Hải hôm nay thì Hải đi săn cá đêm thì có một mình Hải sẽ ngủ lại ở đây. Ngủ lại trên này để canh lưới nha với cái bè. Cái bè Hải thì còn phía dưới kia. Lát hồi nước sẽ cạn rồi Hải sẽ ra đây kéo lưới. Rồi, giờ đây thì Hải đang treo cái võng nè mọi người. Bắt đầu Hải sẽ nằm đây ngủ ở đây là canh lưới để rồi xong rồi nước cạn Hải sẽ ra lôi lưới với lại sẽ đánh lại đến sáng luôn. Nếu mà có cá không dính rác cái này kia thì Hải cố gắng sẽ đánh dăng đến sáng luôn nha. Ngày hôm nay là cũng ngày mùng 3 Tết rồi mọi người, thì Hải vẫn còn ở ngoài này để đánh lưới vì kiếm thêm. Vì từ tối thì không có làm gì thì Hải ra đây để dăng lưới để quay video chia sẻ cho mọi người xem hôm nay có đánh kia có cá không. Ngoài kia có một cái thúng đang bơi mọi người đang cũng đi cùng với Hải luôn, cũng đi giăng lưới săn cá đêm với mọi người. Là tầm 2 giờ sáng đó mọi người, lưới của Hải thì vẫn ngâm ở ngoài biển nha, nước nó cạn luôn. Nay thì Hải sẽ săn cá đêm xuyên đêm luôn nha, đến sáng mai rồi mình sẽ kéo lưới nha mọi người. Nay thì lưới Hải sẽ ngâm qua đây luôn, ngâm đến sáng. Giờ nước thì đang cạn rồi mọi người, rất là cạn luôn. Lưới tập cho mọi người để chỉ đục cái vô nè. Giờ Hải sẽ đi xuống qua bên này nhá. Ôi lưới tôi vô đây luôn rồi.
Lý Hải tấp lên bờ nước cạn mọi người. Nước cạn bây giờ nó trôi lên tấp lên bờ luôn nè. Lý Hải đi qua kiểm tra coi coi lưới nha. Ừ, ghẻ. Ui. Trời ơi. Nước nó cạn bây giờ nổi lưới luôn mọi người. Nằm ở trên bờ nè. Hiện tại thì đang nằm ở ngoài ngoài cửa. Ủa. Ở đây còn được con cá nữa mọi người nè. Ờ con cá. Cá này cái gì ta? Để hãy kéo lưới luôn cho mọi người. Được con cá giò nữa mọi người. Được con cá giò nè. Lưới tấp cho bờ luôn mọi người. Giờ đây là 4 giờ sáng đó mọi người. Cái thì hãy kéo lưới đưa lưới vào luôn. Đây là một con cá gì. Bao. Bao. Cái vô, cái vô mọi người. Cái vô nè. Trên trên con cái vô. Mọi người thấy cái vô mọi người. Ê cái vô nè. Ơi. U. Còn cái vô nữa, ôi vô nó nhỏ. Cái vô đó mọi người. Ơi rất là. U. Đây được có góc giấy đâu mọi người nè. To, đã không? U, đã mọi người. Nghe ăn ngon luôn mọi người. Cái này mà ăn thôi rồi chứ cắt. Ồ đây là cái vô đó mọi người ơi. Để thấy một con cái vô đó nè. À. Đây mọi người, được cái vô đó nè. Ba con. Ba con cái vô. Giấy nữa nè. Giấy nữa mọi người. Cái lưu kịp. Thôi, con ghẻ. Con ghẻ luôn rồi. Con ghẻ xanh nè. Ờ, con cá nâu. Ồ, được cái vô đó mọi người. Cái nâu nè. Cái nâu nhỏ, tôi luôn cái vô ra ngoài đó mọi người. Đây. Một cái vô đó nha mọi người, vô nhỏ quá. Ồ đây có vô đó mọi người ơi. Hai con cái vô. Thank you.
dưới luôn mọi người nè. Ghê đó mọi người, thêm ghê nữa, cá ổn ít nữa, đấy ghê nè, ừ, ghê ngon, ừ, ghê nữa nè, hôm nay là có ghê nữa mọi người, ừ, ghê, ừ. Bữa nay không thấy cua nữa. Cái gì ấy, cái được cái gì đó nè. Ủa đây cái gì đây? Đây, hôm nay thì Hải đi vô thì được lưới thì được mấy cái vô đó mọi người nè. Đây thành quả của Hải đây. Đi sang xuyên đêm được như đây mọi người. Ủa dít. Bây giờ ừ. Cá nó không được to. Đợt này cá nó nhìn rất là nhỏ nha. Lưới Hải trong đây có ghẹ. Bây giờ thì Hải sẽ đưa bè lên bên kia để neo và xích lại bờ được. Về buổi sáng mọi người. Ơi, một con cá. Cái này cái gì? Sao? Dương nó ghìa nè. Cái rỉ đó mọi người. Trời ơi, cái đồ lên chỗ này, cá ơi, ai đang cho hết trời. Ủa, cá nó bán con bao nhiêu? Cá nó bán đây ăn? Bán. Bán kia nhiêu? 150. Để đi tìm mượn đấy. Để mượn cái sông đó luôn. Cái số nó sạch xinh. Đang cắp biển cái sông đó. Cái biển, cái biển đi rửa, mới đi ấy vô nè. Ơ lên. Cầm lên đây chị. Đây. Cầm đuôi. Cầm đuôi á. Vô biên. Để em mua bê đâu cánh. Cầm biết.
gì hết? Con. Bốn. Con. Rồi gì hết? Dùng nhậu ơi. Anh này cho nhà thôi. Nhưng nhân có tiền mà. Má đi đi cho con mà mẹ mẹ ơi đi kiếm cái canh canh 24 cá cái định nó mua kìa định ổn định với nó ổn á một mình ăn đấy chí ơi ơi bán thằng con được không tự nhiên bán hết luôn ra bán con hai con kỳ quá mua dành ăn hết đi mua đi lên đi lo canh lên đúng rồi sủi nó lấy ra ngoài rồi phải vui từ mua cho chồng mình xe xin mua lấy canh đi dạ em cho xuống đây là ủa xem ơi gì vậy nè cái chủ lên chung lại lên năm ngoái chung là mày không có đâu mất người chưa mẹ đâu ủa đến đâu ra cá này hay ở ngoài biển như đâu? Ơi! Mua cá đi về nấu ăn này. Ừ. Cá vô. Được mày con. Mua cá vô về nấu canh này. Cái trong rưỡi đó. Cái đồ kỹ thuật. Đi ngon. Cá vô đánh vô đó. Của Hải đi tối nay nha mọi người. Đi xuyên đêm đi săn cá xuyên đêm luôn. Ở đây cá này là cá gì Hải không biết luôn mọi người. Không biết cá này là cá gì luôn. Ở đây có 200 nó đỏ nè, ai 200 đen chứ lộn. Với được 5 con cá giò thì Hải lúc buổi sáng thì không biết con này còn nào dính lưới thì sau đó mới phát hiện ra vẫn còn là sót một con lại. Hồi sáng thì bán được 4 con. Bán được 200 mấy ngàn đó, mọi người. Và đây là con cá. Cá này là cá rìa. Sẽ nấu canh ăn trưa nay cùng với ba con cá này nha. Về một số mới ghẻ nữa mọi người. Ở đây thì có con ốc mường hồn nè mọi người. Hãy sẽ luộc ăn luôn nha. Định để nhiều nhiều gom nhiều rồi định đổ bánh xèo hoặc là chiên bột ăn. Đây chắc nghi ăn luôn quá. Đây thì có một mớ ghẻ của Hải đi đi học tung tích. Tung tích nó còn sống nè. Con gà đi vô thì sẽ luộc ăn luôn. Lấy được lưới không? Còn cái con mình lấy mình luộc.
cân nha, cân chung với mớ cá này luôn. Cái mớ cá này mình sẽ nấu canh ăn trưa nay, còn ghẹ mình sẽ luộc cũng ăn luôn. Để đem đi mua cho mình của đúng nhà mà. À, hãy mời mọi người ăn cơm trước nha, xong rồi hãy sẽ ăn ghẹ với ăn mấy con ốc bừng hồn, trong đó là có mấy con ốc giấy rất ngon mà nha mọi người. Bây giờ ăn cơm trước là bụng quá, tại đi lúc hơi sáng đi săn cá xuyên đêm luôn mọi người, giờ đói quá đói luôn, giờ phải ăn miếng cơm thì cũng là trưa rồi mọi người. Đây thì ủa cá đấy cá gì thì không biết cá đấy cá gì luôn nè, cá đấy cái gì ta. Ở đây thì có mấy con nấu lá giang nha mọi người, đây cá dồ nè, cá này cá gì không biết. Ở bên đây là cá rìa kho nha. Cái này cái gì đó, giống cá quýt đó ha. Quýt ha. Hả? Cái này cái gì đó? Em cũng biết hồi nãy con hấu ăn nó bé bé ngon đó. Cá béo ghê á, mà không biết cá tên gì. Béo ghê trời, cá nó béo ghê á. Cá kính đậu. Không, cá kính đậu đâu. Đây nè. Cái này giống cá chí lắm. Giống kiểu cá chim á, tựa tựa giống như cá chim. Béo ghê á. Ủa đã ghê. À, hãy mời mọi người mê phút cá nha. Tại quay cái đó. Đây hãy mời mọi người, đây là con ốc giấy nè mọi người. Nên bự rồi, hãy ăn nha. Ăn cơm xong giờ ăn thêm hải sản nữa. Có ai muốn mình cái này không? Mở ra. Ủa? Mắm mỡ gì? Ủa con vịt đó chặt ra rồi hả? Già lắm thôi. Vịt còn ăn hải sản rồi. Mấy vịt đó nó bị vút rồi. Không biết con có trứng là ngon lắm. À, con nãy mới ăn trứng con có trứng. Đó ngon lắm. Mà bao ngon luôn. Ngày đó cậu có ăn con này rồi đúng không? Biết đâu. Ngày ăn với anh đấy, tối ăn với anh đấy có con này không? Nhớ rồi. Nhớ. Rồi khó ăn luôn. Ốc mường hồn nè. Ốc mường hồn đó mọi người. Đã không? To. Được, cái con này bây giờ bỏ vô ghẹ, chỉ ăn con này chứ không ăn ghẹ nữa. Ăn con lạ hả? Không, cái này vừa gạch, thịt vừa gạch lắm. Ừ, ngon. Sao có mấy con bị ốp ốp ra. À, thịt nè, đã. Kinh su hả? Trời dính lưới nữa. Ồ. Con nó có gặp rồi. Nay thì Hải đi ngoài cái tối thì Hải đi săn cá đêm xuyên đêm luôn mọi người. Thì có nghĩa là ở ngoài đó ngủ ở ngoài đó luôn, mình ngoài đó có bờ kè á, là Hải ngủ ngoài đó rồi để trong lưới và trong bè luôn, sợ ta lấy á, mình phải ngủ lại. Đi săn xuyên đêm vậy thì hôm nay thì dính được
năm con cá dồ, mỗi một ít mớ ghẹ với mấy con cá rìa mọi người. Để cá rìa thì nấu canh ăn lúc trưa này rồi. Còn bốn cá dồ, năm con cá dồ mình nói là năm con cá dồ đó thì hồi sáng thì về đây á thì có mấy nhà hàng xóm đi qua đây chơi, vô tình thấy vậy thì họ mua hết bốn con. Còn một con nữa sóc con lưới hải không biết dồ với mấy cá rìa với cá nâu mọi người. Nó làm một nồi canh thịt là bự. Ăn cùng với gia đình thì mấy gia đình ăn rồi thì mọi người đã xem video của Hải nha. Rồi mọi người nhớ cái thích thứ hai thì tặng cho Hải một like, một cái kênh đăng ký để làm những cái động lực để làm những video hay hơn. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của Hải nha. Rồi, xin chào mọi người. Bye bye.